bên nội bên ngoại nhà em á, người nào cũng tài cao học giỏi hết trơn á. Cha mẹ em là bác sĩ mà, cha em còn đang sinh viên mà bị bắn chết mà trong cái năm 63 đó, đi biểu tình, học sinh sinh viên lên đường rồi biểu tình đó, cha em bị bắn chết mà. Với cái thời của em là ngay cái thời Án Liệt em không được học, em rất là tủi thân, em rất là mặc cảm. Mà ông ngoại em nói con à, học thức không bằng nhận thức. Những kẻ có học nhiều mà không có đầu óc nhận thức thì thua những người học ít con à. Có phải không ông thầy giáo? Tôi mong lời nói này của tôi sẽ tới ông nghe, nghe dùm nhé ông thầy giáo. Cái người đàn bà ngu dốt này nó sanh trong miền Nam, nó đội bom đội đạn, nó chui với hang với hầm, nó không có được học nhiều, chữ của nó không đầy lá mít lá chanh, không có bằng ông đâu, để biết phân tích lá cờ này lá cờ kia. Thế mà lên đây ông mới nói là ông ấy đi lá cờ, thế mà ông ấy cũng chỉ ngang ngửa tuổi anh thôi, mà cũng chẳng hơn em được bao nhiêu tuổi mà lên đây ông nói về lá cờ. Lá cờ đây anh cũng chẳng biết cái lá cờ của ông vua Thần Thái thế nào cả, mà cái lá cờ của ông vua Thần Thái cũng chẳng thống nhất được đất nước, đúng không? Cái ngày Dạ, nhớ bây giờ mình không biết là lá cờ vua, lá cờ chúa gì anh à. Mình chỉ biết lá cờ nào giải phóng dân tộc thôi. Mình chỉ biết lá cờ đó thôi. Bây giờ lá cờ của mình là lá cờ tổ quốc. Mình chỉ biết vậy thôi. Còn lá cờ chúa, lá cờ chúa. À, nói lá cờ, cờ vàng ba sọc đỏ. Bây giờ đem lên mà thờ mà đội. Tại sao hồi năm 75 đó các người cởi quần cởi áo, các người bỏ chạy, cờ xí, các người không kịp ship nữa, các người thải khắp đường, các người dậm, các người đạp, các người chạy ở trên á hả? Rồi bây giờ môi lên mà thờ, không biết xấu hổ, không biết nhục nhã. Cởi quần cởi áo bỏ chạy rồi kể lá cờ không cũng không kịp xếp, thải cùng đường dẫm đạp lên mà chạy. Rồi bây giờ môi lên để mà thờ, không biết xấu hổ. Thế đấy thì em cũng cũng nói như vậy, thì anh cũng chỉ biết lớn lên là anh chỉ biết là cái lá được cờ đỏ sao vàng mà đại diện cho dân tộc Việt Nam, đại diện cho nhân dân Việt Nam, chính phủ Việt Nam, thế thôi. Còn anh không 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 cần biết đến cái lá cờ trước như thế nào, anh không cần biết. Như bây giờ cái lá cờ đấy đã được cắm tất cả những nước đang ngoại giao với Việt Nam, mà được cắm ở trên Liên Hiệp Quốc đại diện cho nhân dân Việt Nam, thế rồi ngoài ra anh không cần biết cái lá cờ nào. Đúng rồi anh. Nhưng theo em biết á, lá cờ vàng ba sọc đỏ đó là họ là lá cờ tượng trưng cho ba ngôi của đạo Công giáo và tượng trưng cho ba miền Bắc Trung Nam. Em chỉ biết vậy thôi. Mà nói lá cờ đó là lá cờ của vua Thần Thái. Vua Thần Thái có phải là vua yêu nước hay không? Có vua phải vua chống ngoại xâm hay không? Có phải vua để giải phóng dân tộc hay không? Tôi không cần biết. Tôi chỉ cần biết lá cờ nào giải phóng dân tộc thôi, đuổi ngoại xâm thôi. Tôi chỉ biết vậy thôi. Thật là các người học nhiều uổng. À, tại vì đồng đô la nó bán hết chữ rồi, mua
qua hết chữ của các người được đâu, nhất là mấy ông sử học. Bị đô la nó mua hết rồi phải không? Nhưng mà Có phước mà không biết hưởng. bây giờ mấy ông ở trong nước có rất ít thôi, nó cũng chỉ có một số cá nhân thôi. Thế mà bây giờ nói là anh em mình ở trên bên này bây giờ mà không đồng ý bỏ đi cái từ ngụy quân ngụy quyền là chống lại chính phủ Việt Nam, chống lại Đảng Cộng sản mà chống lại nhân dân Việt Nam, thì anh không hiểu mà các ông này, các ông ấy nói những cái câu đấy ra để thuyết phục được ai à. Rồi mà có cái nữa là các ông ấy nói là lên đây thì các ông ấy có quyền, các ông ấy bỏ cái cụm từ ngụy quân ngụy quyền, mà anh em mình cũng có tiếng nói có quyền là không đồng ý bỏ cái từ ngụy quân ngụy quyền, chứ mình đâu có chống lại chính phủ hay có chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam đâu à, đúng không? Thì em xin nhắc lời anh. Họ nói giống như con két, nào là dân chủ dân quyền tự do ngôn luận, tại sao họ được nói mà chúng tôi không được nói? Ngôn luận ở đâu, dân quyền ở đâu hả? Nói mà không hiểu cái chữ nhân quyền như thế nào. Ngôn luận thì các người được ngôn luận, còn chúng tôi không được ngôn luận hay sao hả? Đúng là một cái lũ độc tài. Thế rồi mà lên đây bây giờ công ấy cứ quy chụp cho những người xa quê hương như anh em mình, bây giờ nhớ về đất nước mà nhớ về quê hương mình, cái chỗ đấy là cái đấy là cái sinh ra mình lớn lên ở trong quê hương mình. Mình đâu có lớn lên, em đâu có lớn lên ở Đức, mà em đâu anh đâu có lớn lên ở Úc à, anh đâu có phải là không phải là người Việt Nam nữa đâu à. Bây giờ nói đến tự do dân chủ dân quyền thì các ông ấy được nói, thì mình nói lên thì các ông quy chụp cho mình là chống lại Đảng, chống lại chính phủ. Thế rồi là bây giờ cái tự do các ngôn luận của ông ấy, mới lại các ông đòi dân chủ dân quyền, thì cái dân chủ dân quyền như của Đức hay của Úc, anh nghĩ là hai cái nước nó cũng không có khác nhau là bao nhiêu. Thế nhưng mà nguyên cái dân chủ dân quyền tự do ngôn luận của Việt Nam thì bây giờ các ông ngồi lên pháp luật, các ông ngồi lên dân chủ dân quyền. Dân chủ dân quyền là chỉ cờ của các ông ấy thôi, còn người đúng khác rồi. là không có dân chủ dân quyền mà không có tự do ngôn luận à. Thế có phải là nước của em, trong cái đất nước Đức của em, cái luật pháp nó nằm ở trong cái đất nước, thì khi cái nghị quyết hay cái luật pháp đã ra rồi, bất kể một em làm một cái gì, bất kể ông nào cũng phải nằm trong cái luật pháp, cái pháp luật của người ta, chứ không bao giờ bước ra ngoài cái pháp luật được. Thế nhưng mà cái dân chủ dân quyền Việt Nam, tại vì nó đi đến cái chỗ quá trớn, bây giờ là những cái ông các bà này là các ông bà ngồi lên dân chủ dân quyền mà các ông ngồi lên nền pháp luật của Việt Nam, luật pháp của Việt Nam. Tại vì nhà nước của mình quá dễ anh à, nhà nước Việt Nam quá dễ nên tụi nó lộng hành thôi. Nếu mà theo như bên Đức này hả, thì cho tụi nó đòi dân chủ nhân quyền ba ton vô đầu hả. Dân chủ nhân quyền là theo cái luật của người ta, người ta ra cái luật nó như vậy là mình phải căn cứ theo đó. Mình dân chủ dân quyền là ở trong cái luật của người ta, chứ không phải ra ngoài cái luật mà đòi dân chủ dân quyền hả. Này, nhà nước quá dễ nên họ quá trớn, họ cái kiểu ơi. Mà đối với bọn họ dòng cái nhà nước có dễ hơn nữa đi nữa thì họ cũng nói là vẫn tự do đi ra đây nè. Chống cho nhiều đi, chống cho nhiều đi rồi được cái giấy xuất cảnh rồi ra ngoài này ở ha, rồi đồ dân chủ dân quyền sướng lắm.
Ở đây sướng lắm mấy ông mấy bà ơi, mấy anh mấy chị ơi, các em ơi, sướng lắm. Đi ra ngoài này mà đồ dân chủ nhân quyền. Bây giờ cái đất nước như thế bao nhiêu xương máu đổ xuống để đánh đuổi kẻ thù ra, cho nhân dân không còn làm nô lệ cho ngoại bang nữa. Thế mà bây giờ không đứng lên để bảo vệ xây dựng đất nước, giữ lấy cái đất nước của mình. Những cái con người này người ta chỉ thích làm nô lệ thôi, chứ người ta không 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 Dạ thích. đúng rồi, em nghĩ là em nghĩ là chắc là ông cha của họ là từ đời xưa đến giờ nên truyền tới đời con đời cháu cái dòng máu nô lệ đó anh, cái dòng máu nô lệ đó, nên bây giờ họ chỉ muốn đem cái tụi ngoại bang vào để họ thờ để nô lệ à. Chứ Nhưng còn nếu mà mình mà sống cái kiểu mình muốn tự do, mình muốn độc lập, mình muốn mình làm chủ mình thì mình đâu có cái kiểu thờ ngoại bang hay là cầu cạnh ngoại bang để mà được tự do nhân quyền, đừng có chống phá nhà nước nữa, làm phước cái gì đó đi rồi kêu cái tụi ngoại bang nè nó đưa ra nước nó để ở đó, mấy cái tên mà ở trong nhà nước ở trong nước chống phá đó rồi bây giờ qua bên Mỹ bên đó bây giờ còn chống phá hay không, các người chỉ muốn đi nước ngoài thôi, các người muốn được cái giấy xuất cảnh đi ra nước ngoài, các người tưởng nước ngoài là thiên đường à, đi ra đi mà biết. Nếu mà các người không có sống cái đầu óc nô lệ á thì hãy ở nước ngoài, ở trong nước mà sống, còn muốn muốn ra nước ngoài để làm nô lệ để bị người ta coi con như con chó, nó còn thua con chó nữa thì cứ chống nhà nước tiếp đi, chống đi rồi được cái giấy xuất cảnh. Nhiều lúc thì Thật sự ra các người chỉ muốn xuất cảnh thôi, muốn được ra nước ngoài thôi. Tôi nói cho mấy người biết nha, cái tụi ở bên này nó dụ dỗ các người tại vì nó ganh tị, nó thù hằn. Tại vì ở ngoài này nó sống á, bây giờ nó nhìn ở trong Việt Nam, tại vì những người mà nó giống ở ngoài này nó đã từng về Việt Nam rồi. Hả? Nên nó ghét, nó ganh tị, nó ghét, nên nó muốn các người ra ngoài này cũng khổ giống như chúng nó đó. em cũng thế, anh cũng thế thôi. Vì một cái lý do, vì một điều kiện gì thì mình bỏ quê hương ra đi thì mình cũng đã đau xót lắm rồi. Em nói anh nghe nha, em rất là oán hận cái tụi Việt Nam Cộng Hòa này. Hồi cái năm đó tụi nó súng nhau, nó bỏ, nó trốn, nó chạy, nó vượt biên. Rồi nó bắt cóc em đi đó, chứ em có muốn đi đâu. Rồi bây giờ ra ngoài này rồi, những nhiều năm trước á, thì những người đi ra nước ngoài lại mang tội rồi. Bây giờ đi ra ngoài này rồi, em có gia đình, em có chồng, em có con. Ở không yên, về không được, đau khổ vô cùng. Có cái gì bằng quê hương, đất nước của mình chứ? Anh cứ Ở nói, xứ người ta. anh cứ nói đơn giản thôi, chẳng hạn như là ở trong nước thôi, như ngày xưa cũng vậy thôi. Anh đi làm ở xa đúng không, anh đi làm ở xa thôi, nhưng mà 1 2 tuần hay nửa tháng không về là cũng nhớ mẹ với các em, hay là nhớ vợ con rồi đúng không đấy. Nhưng mà chả huống chi là mình bây giờ mình ở xa quê hương, mà chính cái quê hương đấy là cái quê hương bố mẹ mình sinh ra mình lớn lên ở trong cái quê hương đấy. Anh biết không, giống như em đã gần 40 năm rồi, những lối, những con đường, cái ngõ, cái cầu
bến sông, ngôi nhà. Em không quên một thứ gì hết. Em không quên một thứ gì hết. Chính những người bà con của em nói với em: con ơi, bây giờ không có giống như hồi xưa nữa đâu. Hồi xưa đi cầu tre, cầu dừa, đi xuồng, ba lá, bây giờ xe hơi chạy tới cửa rồi con. Không còn cầu tre, cầu dừa nữa đâu. Không còn xuồng ba lá nữa. Cũng không còn những cái ngôi nhà lá nữa. Bây giờ nhà tường, nhà lầu hết rồi con. Tại sao vậy? Tại sao bây giờ đất nước như vậy mà các người không muốn sống? Còn chúng tôi, dạ, cho em xin lỗi, em cảm xúc. Em, nếu mà em có nói gì thì mấy anh, mấy chị, các bạn trẻ trong nước bỏ qua cho tôi. Nhưng mà em muốn có đôi lời với nhà nước Việt Nam mình. Hãy đem lịch sử vào nhà trường nhiều hơn. Nếu các em nó không biết lịch sử nước nhà thì nó không yêu tổ quốc đâu. Thôi em xin phép anh với các bạn ở trên mạng cho Rồi em thì ok đi thì vào. ok đi Dạ, thì hôm nay là rồi. nếu có việc khác thì em sẽ lên đây em tâm sự với anh chị nhiều, tại vì em còn nhiều việc muốn nói với anh chị, với các bạn, các em lắm. Đừng mơ tưởng xa xôi gì hết á. Đừng đứng núi này mà trông núi khác. Mình hãy xây dựng đất nước của mình đi. Nếu mà các bạn không muốn Trung Quốc nó ăn hiếp mình thì phải dân giàu nước mạnh thì mới chống được. Chứ các bạn cứ muốn nhà nước mình đánh Trung Quốc. Nước mình nghèo, nước người ta lớn, nước ta giàu, mình đánh thì đánh làm sao? Nó lấy tiền nó đè cũng chết rồi. Thì hãy lo làm ăn đi, cho dân giàu nước mạnh đi, để mình có khả năng mình chống Trung Quốc. Đừng để họ ăn hiếp mình nữa. Tôi có mấy riêu lời nói với các bạn vậy thôi. Tôi em xin chào anh nha. Thì thôi thì hôm nay thì cũng cảm ơn em hôm nay nên để nói lên những Không có gì cảm ơn đâu ạ. những cái gì để nói lên anh em mình cùng cái người xa quê hương, mà em là một người sống ở trong Việt Nam và chiến tranh bom đạn là em cũng biết, là muốn em muốn lên đây để em nói ra những cái gì em biết để cho tất cả những mọi người trong nước ngoài nước biết. Cái thứ nhất là các bạn là sinh ra từ năm 75 là các bạn không có biết về chiến tranh, là nó tàn phá quê hương đất nước mình như thế nào, rồi là những cái cảnh chết hàng ngày trước mắt mình nhìn thấy, các bạn không có nhìn thấy như vậy. Thế cho nên là bây giờ thì đây là cũng cái người ở trong Việt Nam, tôi mới lại cô này thì cũng không phải là trong trước đây Việt Nam mà quen biết nhau, đây bây giờ là mỗi người một nước. Thì anh em tôi cùng quan điểm, muốn cô ấy muốn lên đây để cô ấy nói lên những gì cô ấy biết, còn một ngày nào đó mà cô ấy khỏe và có thể lên trên này để nói, để cho mọi người nhìn thấy người hay tiếng nói của cô ấy.